Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu với các em một hộp đồ chơi mới. Đây chính là bộ đồ chơi nam châm mô hình magnetic. Và bộ đồ chơi này rất là đặc biệt ha. Bây giờ chị Chim xin sẽ mở ra cho các bạn nhỏ coi ở bên trong luôn nhé. Wow, bên trong này chúng ta có những cái dụng cụ. Đây, rồi có những thanh nam châm. Đây là những thanh nam châm nhé các em. Những cái mô hình cửa sổ để chúng ta sẽ làm những tòa lâu đài. Đây cũng là những mô hình cửa sổ luôn. Ngoài thanh nam châm thì chúng ta còn có những cái viên sắt. Đây là những viên sắt ma thuật. Thì những cái viên sắt này sẽ giúp cho các em kết nối giữa nam châm lại với nhau. Cuối cùng chúng ta có một tờ giấy hướng dẫn cho các bạn nhỏ cách chơi để lắp ráp ra những mô hình. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Đầu tiên chị sẽ gắn những viên nam châm, thanh nam châm lại với nhau bằng những viên sắt theo đúng cái mô hình trong tờ giấy hướng dẫn. Cách chơi rất là đơn giản nha các em. Chúng ta chỉ việc liên kết giữa những thanh nam châm và những viên bi sắt là chúng ta sẽ tạo ra được những mô hình ngôi nhà. Và chị Chim Sinh đang làm mô hình một cái tòa lâu đài với cách đơn giản nhất. Chúng ta sẽ đi từ cách đơn giản nhất này, xong rồi lát nữa chúng ta sẽ làm mô hình tòa lâu đài phức tạp hơn một chút xíu. Đây là phần thân của tòa lâu đài này. Bây giờ chị sẽ làm phần mái nè. Ok, vậy là chị Chim Sinh đã làm xong cái khung rồi, giờ chúng ta sẽ gắn những cái cửa vào nha. Vậy là đã xong mô hình tòa lâu đài rất là đơn giản rồi. Bây giờ chị sẽ làm tiếp theo một cái mô hình tòa lâu đài phức tạp hơn một chút xíu nhé. Và các bạn nhỏ đừng lo, trong cái tờ giấy hướng dẫn kèm theo có rất là nhiều những cái mô hình cho chúng ta tham khảo. Các em có thể mua nhiều bộ để kết hợp lại với nhau, chúng ta có được nhiều cái thanh nam châm, nhiều viên bi sắt thì có thể làm ra được những tòa lâu đài lớn hơn hoặc những cái mô hình lớn hơn nữa.
Vậy là chị Chim Xinh đã hoàn thành xong mô hình lâu đài rồi nè. Và các em muốn mua bộ đồ chơi này, gọi điện thoại 0979 086789 nhé.